Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ năm, ngày 8 tháng 12 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khai mạc trọng thể kỳ họp thứ năm, đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội năm nay, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm tới và một số nội dung quan trọng khác. Cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ họp lần này bởi đây là kỳ họp cuối năm sẽ đề ra những phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm sau cũng như tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Dự án phường rối học đường của hai học sinh Trần Minh Anh và Trịnh Đình Phát, trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Thái Bình đạt giải nhất trong cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học cấp thành phố. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, đánh giá kết quả phát triển kinh tế xã hội năm nay, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm tới và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự kỳ họp. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nêu bật mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình của kỳ họp. Trong đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung vào những nội dung chủ yếu như thảo luận đánh giá tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền và các mặt công tác khác trong năm 2022, đồng thời xem xét quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2023, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung chỉ đạo để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Xem xét cho ý kiến về các tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, thảo luận tham gia vào các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành chức năng. Đồng thời, xem xét quyết định theo thẩm quyền các vấn đề quan trọng khác trong chương trình kỳ họp đã được các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhất trí thông qua. Trên cơ sở xem xét báo cáo, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành chất vấn các thành viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh về những vấn đề liên quan được đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm, đồng thời xem xét quyết định về công tác cán bộ theo thẩm quyền. Như thường lệ, kỳ họp cuối năm bao giờ cũng có khối lượng công việc rất lớn. Theo đó, kỳ họp được tiến hành 2,5 ngày với nhiều nội dung quan trọng. Vì vậy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu tài liệu, phát biểu tại hội trường và thảo luận tại tổ, phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong các ngành, lĩnh vực và các mặt công tác. Từ đó đề xuất các giải pháp sát thực, khả thi để khắc phục kịp thời những tồn tại hạn chế, tạo chuyển biến thực chất và mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động chất vấn của các thành viên của Ủy ban Nhân dân tỉnh và những vấn đề đa số cử tri và nhân dân quan tâm và đóng góp ý kiến xác đáng và các dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết nghị theo thẩm quyền. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, mạnh dạn đột phá để huy động tối đa các nguồn lực, phát huy tốt nội lực mà trước hết là nguồn lực con người và sức mạnh của sự đoàn kết, quyết tâm và sáng tạo, nắm bắt được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vượt qua được các rào cản cố hữu, tất cả hướng đến mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược đã đề ra. Đây là một trong những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư tỉnh ủy tại phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khái quát nhấn mạnh 4 thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân toàn tỉnh thực hiện trong năm 2022 và hơn 2 năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng kinh tế của tỉnh có sự phục hồi rõ nét và phát triển toàn diện, vững chắc và đúng hướng, đồng đều ở cả 3 khu vực. Trên từng lĩnh vực đều có bước tiến bộ rõ rệt, môi trường đầu tư được cải thiện, năng lực cạnh tranh được nâng lên, Thái Bình đã được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến, nhiều điểm nghẽn nút thắt tồn tại từ lâu đã được giải quyết dứt điểm. Hình ảnh uy tín của tỉnh được cải thiện và nâng cao rõ rệt, Thái Bình đang được Trung ương và các tỉnh bạn đánh giá là một điểm sáng cho sự nỗ lực vươn lên trong thời gian qua. Điều này thì chúng ta hoàn toàn tự hào và có thể khẳng định được. Trong 2 năm
vừa qua và đặc biệt gần đây, các đồng chí lãnh đạo trung ương, các bộ ngành, các tỉnh bạn thì luôn luôn có cái đánh giá rất cao về Thái Bình. Mặc dù điều kiện khó khăn, chúng ta đi sau, nhưng chúng ta thể hiện rất rõ sự nỗ lực. Và nhất là chúng ta đã làm được rất nhiều việc, trong đó giữ vững điều kiện môi trường đầu tư, giữ vững điều kiện yên bình, giữ vững cái quá trình vươn lên. Và đặc biệt chúng ta biết tranh thủ thời cơ, sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương và các tỉnh bạn để chúng ta nỗ lực phát triển. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, với nguồn lực có hạn, còn phải hoàn trả nhiều khoản nợ xây dựng cơ bản trước đây, nhưng tỉnh đã triệt để thực hành tiết kiệm, vừa đảm bảo nguồn lực cho các nhu cầu kinh tế xã hội, vừa huy động và sắp xếp ưu tiên nguồn lực để tập trung triển khai xây dựng nhiều công trình, dự án trọng điểm, như các tuyến đường giao thông kết nối vùng và khu vực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 3 năm liền ở top đầu cả nước. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có nhiều đổi mới. Sự thống nhất về nhận thức, hành động, tinh thần đoàn kết trong toàn đảng bộ và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao. Và đây là cái giá trị to lớn nhất mà chúng ta đạt được. Tất nhiên là phải thông qua quá trình chúng ta tổ chức triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, nhân dân quan sát, nhân dân theo dõi, nhân dân đánh giá. Và sự theo dõi đánh giá của nhân dân là cái theo dõi đánh giá chính xác nhất, khách quan nhất. Và rất mừng là nhìn chung cái niềm tin trong nhân dân được nâng cao. Từ đó chứng minh rằng là chúng ta đã đang thực hiện tốt nhiệm vụ và đang thực sự đi đúng hướng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, trong thành quả chung đó có sự đóng góp rất quan trọng, hiệu quả của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thẳng thắn nêu lên những tồn tại hạn chế như quy mô nền kinh tế còn nhỏ, các kết quả đạt được chưa hoàn toàn đáp ứng kỳ vọng, chưa tương xứng với tiềm năng. Điều này thì có thể là ở khía cạnh này, khía cạnh khác chúng ta cũng còn phải bàn thêm. Nhưng mà đặt ở cái vị trí của chúng ta thì chúng ta khẳng định là chúng ta đang có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời là những chủ trương định hướng của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Thiên thời là xu thế phát triển của đất nước không thay đổi mặc dù còn rất nhiều khó khăn. Thiên thời là chúng ta nằm trong khu vực động lực phát triển. Và thiên thời đặc biệt là gần đây nhất là Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội khu vực đồng bằng sông Hồng. Địa lợi là chúng ta thấy được, mặc dù khó khăn nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đưa mình gia nhập vào cái khu vực phát triển mạnh mẽ. Và khi chúng ta khắc phục những hạn chế về hạ tầng, về những rào cản cố hữu thì chúng ta phát huy được cái địa lợi đó, biến cái khó khăn thành cái lợi thế của chúng ta. Và nhân hòa chính là chúng ta có sự đoàn kết thống nhất cao, có sự ủng hộ của Trung ương, của các tỉnh bạn. Và nhất là sự ủng hộ tin tưởng của nhân dân. Bước vào năm 2023, năm bản lề có tính quyết định đến mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025 mà nghị quyết đại hội lần thứ 20 tỉnh Đảng bộ đã đề ra sẽ còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể và nhân dân toàn tỉnh quyết tâm phát huy các thành quả và kinh nghiệm đã đạt được, tranh thủ tối đa thời cơ và thuận lợi, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu cao hơn, đột phá hơn, triển khai nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo đà động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Bình trong những năm tiếp theo. Trong đó cần tập trung đẩy nhanh tiến trình thực hiện các nhiệm vụ đã được nghị quyết đại hội lần thứ 20 tỉnh Đảng bộ chỉ rõ, như phát triển bền vững nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lượng và giá trị kinh tế cao gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, cơ cấu lại ngành công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm có giá trị, có sức cạnh tranh cao, tập trung xây dựng khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế. Đây là những mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt, mang tính dẫn dắt, phải đạt được của cả nhiệm kỳ và các nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu dự kỳ họp nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, phát huy trí tuệ, dân chủ, thảo luận, đánh giá toàn diện, đúng thực chất kết quả đạt được trong năm qua, làm rõ tồn tại hạn chế, nguyên nhân, dự báo tình hình, đề ra các giải pháp phù hợp,
xem xét kỹ lưỡng, quyết định theo thẩm quyền, đảm bảo nghị quyết được kỳ họp thông qua, sớm đi vào cuộc sống, đáp ứng mong đợi của cử tri và nhân dân. Tiếp đó, vào sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nghe báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội năm nay, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm tới và một số báo cáo tờ trình quan trọng của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo tới các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp chủ yếu năm 2023, trong đó nhấn mạnh năm 2022, kinh tế của tỉnh tiếp tục có sự phục hồi tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt 9,52%, cao hơn so với cùng kỳ năm 2021. Vượt kế hoạch đề ra, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 190.000 tỷ đồng, tăng 11,5%. Trong đó, nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,5%, công nghiệp và xây dựng tăng 14,5%, dịch vụ tăng 8,9%. Có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt nông thôn mới nâng cao toàn tỉnh lên 25 xã. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17%, thương mại dịch vụ phục hồi và phát triển nhanh. Thu ngân sách nhà nước năm nay ước thực hiện gần 28.000 tỷ đồng, tăng 26,7% so với năm 2021. Trong đó, thu nội địa đạt trên 12.400 tỷ đồng, tăng 18,4%. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc top đầu toàn quốc, các lĩnh vực văn hóa xã hội được chỉ đạo toàn diện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Kinh tế có sự phục hồi rõ nét với tốc độ tăng trưởng đạt 9,52%, cao hơn cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách nhà nước đạt được kết quả tốt, nhất là thu nội địa, tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt cao, một số công trình trọng điểm kết nối được tập trung nguồn lực và chỉ đạo quyết liệt để sớm hoàn thành. Công tác giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt, có nhiều sáng tạo, một số điểm nghẽn nút thắt tồn tại từ lâu đến nay đã được giải quyết dứt điểm. Đã chỉ đạo giải quyết xong một số vấn đề khó khăn phức tạp. Công tác quy hoạch chỉnh trang đô thị, đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội tiếp tục được chỉ đạo và đã có những chuyển biến tích cực. Hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được đổi mới, là năm đầu tiên vượt mốc 1.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên một năm. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, trong năm 2022 đã tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, là năm có nhiều điểm sáng về văn hóa thể thao, góp phần tạo không khí vui mừng phấn khởi trong nhân dân và nâng cao hình ảnh vị thế của tỉnh. Trên cơ sở đánh giá dự báo tình hình, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP đạt từ 11% trở lên, giá trị sản xuất công nghiệp tăng trên 19%. Cũng trong sáng nay, các đại biểu nghe các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh liên quan đến giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia, báo cáo về tài chính ngân sách và các tờ trình liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đất đai, biên chế, công tác giáo dục, lao động việc làm và triển khai xây dựng một số dự án quan trọng trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu cũng nghe các báo cáo tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân về tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp hội đồng, kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nghe báo cáo kết quả thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chiều nay, dưới sự điều hành của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và kiện toàn một số chức danh của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh dự kỳ họp. Tại kỳ họp, sau khi nghe thảo luận về báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành nội dung kiện toàn các chức danh của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trình bày tờ trình đề nghị bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, tờ trình giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 đối với đồng chí Vũ Ngọc Trì, Bí thư Huyện ủy Kiến Sương, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Kiến Sương. Kỳ họp đã thực hiện quy trình và tiến hành bỏ phiếu kín, bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Kết quả, đồng chí Vũ Ngọc Trì đã được kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm cao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Ngọc Trì cảm ơn các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cương vị công tác mới, đồng chí hứa sẽ luôn cố gắng nỗ lực học hỏi, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh,
trình bày tờ trình đề nghị bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu kín, bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 17. Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã xem xét thông qua tờ trình đề nghị miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Như Phong. Chiều nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình thảo luận tại tổ với sự tham gia của các vị khách mời là lãnh đạo các sở ngành địa phương, tập trung trao đổi tham gia đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm nay, phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển năm tới, cùng nhiều vấn đề an sinh xã hội mà cử tri quan tâm. Trong không khí dân chủ thẳng thắn, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, tại phiên thảo luận tổ chiều nay, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã tham gia những ý kiến thiết thực đóng góp vào giải pháp phát triển kinh tế xã hội trong năm sau cũng như là những vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm. Nhìn chung, các đại biểu thống nhất với nội dung các báo cáo, tờ trình, đề án trình tại kỳ họp, đánh giá cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tạo sự chuyển biến tích cực về kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, thẳng thắn nêu lên tồn tại khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, đề xuất những giải pháp về đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ, thu hút đầu tư, hoạt động khuyến công, khuyến thương, công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt là xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, khai thác tài nguyên du lịch, khu du lịch địa phương. Chúng ta phải biết kết hợp, biết kết nối các cái loại hình du lịch vào và trên cơ sở đẩy mạnh cái đầu tư cho hoạt động xúc tiến du lịch, quảng bá du lịch thì với một chiến lược rõ ràng và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội địa phương và có cái chiến lược kết nối với vùng thì như vậy thì chúng ta mới đem lại cái nguồn thu với thu hút được khách đến với tỉnh trong cái thời gian tới. Nhiều đại biểu cũng đánh giá cao về sự đổi mới trong công tác điều hành tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần này, nhất là kỳ họp không giấy tờ. Toàn bộ tài liệu thì đã được chuyển cho trên mạng cho các đại biểu và về dự thì tập trung nghiên cứu trước, rất là tiết kiệm trong cái quá trình mà khi chuẩn bị, bởi vì là giấy tờ kỳ họp cho một cái cuộc đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thì nó rất là nhiều, đặc biệt là các sở ban ngành là chuẩn bị cái việc này nên là cũng là tiết kiệm rất là nhiều. Các đại biểu cũng tập trung thảo luận kiến nghị các cấp các ngành làm tốt hơn nữa công tác quản lý nhà nước, lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, tăng cường quản lý nhà nước về thuốc tại các cơ sở kinh doanh, việc đấu thầu cung cấp vật tư y tế, thuốc cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, các đại biểu cũng nêu lên những tồn tại trong quản lý đất đai, vấn đề cải cách hành chính. Chúng ta có tiếp xúc đầu tư nhiều, nhưng về cải cách hành chính chúng ta vẫn còn tắc, rắc và chưa thoát được điểm nghẽn. Cái điểm nghẽn mà theo nghị định và đến thông tư thì chúng ta phải linh hoạt áp dụng. Còn cứ áp dụng nghị định và thông tư thì thưa các ông chí để thu hút trên địa bàn là rất là khó. Tôi cũng đã tiếp xúc cử tri nhiều lần và các ông chí lãnh đạo ở huyện ủy, ủy ban cũng đã có ý kiến. Toàn bộ cái phía ngoài đê là bây giờ gần như là vô thừa nhận. Đất ngoài đê thuộc về biển, tài nguyên biển. Thế nhưng mà dân thì cũng không được khai thác. Thế mà xã thì cũng không được quản lý trực tiếp. Không biết ai là người chịu trách nhiệm ở đấy. Ngoài ra, các đại biểu cũng cho rằng cần có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra ở nhiều địa phương hiện nay. Các ý kiến thảo luận của đại biểu trong phiên thảo luận tổ chiều nay sẽ được tổng hợp và được các cấp các ngành liên quan giải trình trong phiên thảo luận và chất vấn tại hội trường vào sáng mai, mùng 9 tháng 12. Tiếp đó, vào chiều nay, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành họp với các tổ đại biểu, thống nhất ý kiến thảo luận tổ, ý kiến phát biểu thảo luận và chất vấn, trả lời chất vấn. Trong hai phiên thảo luận tại tổ chiều ngày mùng 7, mùng 8 tháng 12, đã có 89 lượt ý kiến của các đại biểu thảo luận tham gia vào các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các ngành trình kỳ họp. Các đại biểu đánh giá cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác chỉ đạo điều hành quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm nay, đồng thời đánh giá cao nội dung các báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đánh giá cao kết quả đã được về phát triển kinh tế xã hội năm nay, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm tới. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu đã tích cực nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào nội dung của kỳ họp,
đó là cơ sở quan trọng để Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định các nội dung quan trọng tại phiên họp ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình là kỳ họp cuối năm rất quan trọng nhằm đánh giá lại tình hình phát triển kinh tế xã hội năm nay và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm tới. Vì vậy, kỳ họp được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi và đặt nhiều kỳ vọng tại kỳ họp này, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay khi bắt đầu diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiều cử tri thành phố đã tập trung theo dõi qua truyền hình trực tiếp. Cử tri đặt nhiều kỳ vọng vào kỳ họp lần này bởi đây là kỳ họp cuối năm sẽ đề ra những phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm sau cũng như tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo. Cử tri chúng tôi rất quan tâm đến kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhà. Đây là kỳ họp mà rất mong muốn rằng là sẽ đề ra rất nhiều các quyết sách và nâng cao đời sống nhân dân đồng thời phát triển kinh tế tỉnh nhà trong những giai đoạn tiếp theo. Là cái kết quả về phát triển kinh tế của tỉnh nhà đạt được khá toàn diện, cái năng suất bình quân tăng trưởng là trên 9,5%. Đánh giá này là một cái đánh giá rất khách quan. Cử tri cũng bày tỏ nhất trí cao với các nội dung chương trình kỳ họp đã đề ra, đồng thời bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế xã hội mà Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được. Bởi năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do dịch COVID-19, giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống, nhưng các chỉ tiêu phát triển kinh tế của tỉnh vẫn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn các cấp, các ngành tập trung khắc phục những tồn tại được thẳng thắn chỉ ra tại kỳ họp lần này. Trong những năm 2022 vừa qua, chúng ta làm được rất nhiều việc. Tăng trưởng kinh tế chúng ta đạt gần 10%, cho đây là một cái thành tựu rất lớn và đạt được. Tuy nhiên, trong đó có một số hạn chế có nêu lên. Thì tôi kỳ vọng ấy là những cử tri muốn kỳ vọng trong năm 2023 này, đặc biệt trong kỳ họp này, là chúng ta phải giải quyết được trong năm 2023 những cái mặt tồn tại. Nên kỳ vọng của nhân dân Thái Bình, kỳ vọng của cử tri, chúng tôi tin rằng là những quyết sách của Hội đồng Nhân dân từ năm 2022 là đúng đắn rồi và hiệu quả cũng đã thực hiện một cách rất thành công. Tin rằng năm 2023 thì cái thành công ấy sẽ gặt hái được nhiều hơn. Đối với cử tri Thái Bình, ấy, chúng tôi là rất phấn khởi, nhìn thấy tương lai tiền đồ rất là sáng lạn. Mong rằng là những cái mục tiêu đề ra sẽ sớm trở thành hiện thực. Với những quyết sách đúng đắn được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri tin tưởng những mục tiêu phát triển kinh tế xã hội được đề ra sẽ được thực hiện thành công trong năm 2023. Sáng nay, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tiếp và làm việc với Công ty Giáo dục Quốc tế Visan Nhật Bản về kế hoạch hợp tác đầu tư lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại tỉnh Thái Bình. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về việc hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đại diện Công ty Giáo dục Quốc tế Visan đã giới thiệu những nét khái quát nổi bật về hệ thống giáo dục của tập đoàn Visan, bày tỏ mong muốn đưa chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế của hệ thống giáo dục hàng không Nhật Bản vào đào tạo và đầu tư xây dựng hệ thống trường liên cấp quốc tế từ mầm non đến trung học phổ thông tại tỉnh Thái Bình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao định hướng đầu tư của công ty và mong muốn công ty sẽ triển khai hiệu quả dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, hướng đến sự phát triển nguồn nhân lực toàn cầu trong tương lai cho con em tỉnh Thái Bình. Tiếp tục với những thông tin kinh tế, phát huy những lợi thế về khí mỏ, khu kinh tế, đường ven biển để thu hút đầu tư. Từ đầu năm đến nay, huyện Tiền Hải có thêm 5 dự án mới đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Các dự án mới như dự án xây dựng nhà máy sản xuất sứ vệ sinh cao cấp CeraVe công suất 450.000 sản phẩm một năm, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tây An, dự án đầu tư xây dựng nhà máy lắp ráp máy nông nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn Forgreen, dự án mở rộng nhà máy sản xuất nước khoáng Vitan và nước khoáng chanh leo công suất 21,9 triệu lít một năm của công ty cổ phần Vitasco. Sau khi đi vào hoạt động, các dự án sẽ tạo ra gần 1.000 việc làm mới cho người lao động. Cùng với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn, huyện Tiền Hải đang tập trung phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và các địa phương thực hiện tốt giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án nằm trong khu kinh tế Thái Bình. Huyện Đông Hưng đang quản lý và triển khai 8 dự án giao thông quan trọng.
Các phòng ban phối hợp với đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án sớm đưa vào sử dụng, tạo đà cho phát triển kinh tế và thu hút đầu tư. Trong số 8 dự án giao thông đang triển khai, có 4 dự án chuyển tiếp từ năm 2021. Hiện đã có 3 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng là tuyến đường DH55, DH47 và dự án đường cứu hộ cứu nạn từ đê tả sông Trà Lý đến quốc lộ 39. Dự án còn lại là tuyến đường liên huyện nối từ DH45 đến đường tỉnh DT396B, hiện đã hoàn thành được trên 85% khối lượng, dự kiến thông xe vào đầu năm 2023. Đối với 4 dự án giao thông khởi công trong năm nay là những dự án quan trọng kết nối huyện Đông Hưng với các huyện xung quanh và kết nối vào các cụm công nghiệp như tuyến đường DH48, DH53, dự án đường từ quốc lộ 39 đến đê tả Trà Lý qua xã Phú Châu. Hiện các dự án đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, khối lượng hoàn thành từ 50 đến 80%. Đông Hưng phấn đấu sẽ hoàn thành các tuyến đường vào đầu năm 2023. Chuyển sang thông tin y tế, theo tổng hợp của CDC, hôm nay Thái Bình không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Thái Bình đang quản lý điều trị 7 ca F0, trong đó tại cơ sở thu dung bệnh viện 4 ca và tại nhà 3 ca. Về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, các địa phương đã thực hiện được 60% số mũi tiêm của đợt tiêm bổ sung theo công văn mới của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Thái Bình. Trong đó các huyện Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Kiến Dương đã hoàn thành kế hoạch tiêm của đợt này. Tỷ lệ các mũi tiêm cụ thể đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi đã có 92,28% trẻ tiêm mũi 1 và 69% trẻ tiêm đủ 2 mũi. Vũ Thư đang có tỷ lệ tiêm thấp nhất ở cả 2 mũi. Đối với người từ 12 đến dưới 18 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 69,47%, Kiến Dương hiện có tỷ lệ tiêm thấp nhất. Đối với người trên 18 tuổi, mũi 3 đạt tỷ lệ 95,51% và hơn 289.300 người đã tiêm đủ 4 mũi. Phú Thư hiện vẫn thấp nhất ở tỷ lệ tiêm mũi 3. Thời tiết chuyển lạnh đột ngột, nền nhiệt hạ thấp tạo điều kiện cho vi khuẩn virus gây các bệnh lý về đường tiêu hóa và hô hấp phát triển, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ và người già. Trong khi đó, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, cúm mùa vẫn đang diễn biến bất thường. Theo khuyến cáo của các bác sĩ, người dân mọi lứa tuổi cần giữ ấm cơ thể, nhất là giữ ấm phần ngực, cổ, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để nâng cao sức khỏe, chống đỡ bệnh tật, ăn thức ăn nóng ấm. Nếu phải đi đến những nơi đông người thì cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với những người có các triệu chứng về đường hô hấp như khó thở, ho, hắt xì, sốt, chảy nước mũi. Các gia đình cần giữ vệ sinh nhà cửa, vật dụng cá nhân tốt, không để bị ẩm mốc để tránh vi khuẩn cư ngụ gây bệnh. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời có cơ hội để ứng dụng những kiến thức được học từ sách vở và thực tiễn, nhóm học sinh Trần Minh Anh và Trịnh Đình Phát, trường Trung học cơ sở Trần Phú, thành phố Thái Bình đã hiện thực hóa niềm mong ước với dự án Phường Rối Học Đường. Dự án đạt giải nhất trong cuộc thi nghiên cứu khoa học dành cho học sinh trung học cấp thành phố. Sau một lần tham gia hoạt động trải nghiệm tại làng rối Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, Minh Anh và Đình Phát hiểu được những giá trị văn hóa đặc biệt, cũng như thấy được trách nhiệm cần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc. Dành thời gian 5 tháng kể từ khi lên ý tưởng, đến nay niềm mong ước đưa nghệ thuật truyền thống múa rối nước vào trường học của hai học sinh này đã thành hiện thực. Khi đưa nghệ thuật truyền thống vào trường trung học cơ sở, chúng em đã có được rất nhiều những lợi ích, nâng cao hiệu quả học tập vì chúng em được hóa thân, tái hiện bài học một cách sinh động, hấp dẫn. Những bạn rối rất ngộ nghĩnh, đáng yêu và rất gần với các bạn học sinh, có tính biểu cảm cao và khác với những nhân vật 3 hay 4D khác. Khi được hóa thân thành nhân vật rối thì chúng em có được sự tự tin khi giao tiếp, trao đổi với thầy cô cũng như các bạn bè. Để có thể làm được những sản phẩm rối đẹp và chuyên nghiệp nhất, Minh Anh và Phát đã xem nhiều video hướng dẫn, sử dụng kiến thức của nhiều môn học để hoạt động được phường rối học đường đạt hiệu quả nhất. Khi mà làm phường rối thì chúng em phải sử dụng kiến thức của môn mỹ thuật để có thể sáng tạo, tạo ra những sản phẩm rối như thế này và sử dụng kiến thức của môn ngữ văn để có thể tái hiện lại những nhân vật, bài học một cách sinh động, hấp dẫn nhất. Và ngoài ra thì chúng em có thể sử dụng kiến thức toán học để tính toán để làm một cái phường rối hoàn chỉnh nhất. Dọc ân xâm phạm bờ cõi nước ta, người tài trong thiên hạ, mau ra giúp nước, loa 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 loa. Đến nay, phường rối học đường đã thu hút lượng lớn học sinh trên địa bàn thành phố Thái Bình tham gia. Nhiều vở diễn như Thánh Gióng, Truyền thuyết Hồ Gươm được tái hiện chân thực sinh động trong các tiết học và giờ ngoại khóa. Những nhân vật rối cũng là phương tiện để học sinh được tâm sự chia sẻ suy nghĩ của mình về những câu chuyện của bản thân.
Nhận thấy ở phía học sinh các em rất là hào hứng khi được tiếp cận với loại hình nghệ thuật này. Cái tiết học nó cả trở nên sinh động hơn và cái việc lĩnh hội tiếp thu bài nó hiệu quả hơn. Thời gian tới, dự án phường rối học đường sẽ tiếp tục được mở rộng hơn cả về quy mô và phạm vi hoạt động để học sinh trong và ngoài tỉnh Thái Bình cùng những người dân có niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống dân tộc đều có thể tham gia. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Phần cuối chương trình là mục Nhịp sống đô thị. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Bình ngày càng đổi thay với hạ tầng phát triển, không gian đô thị được mở rộng. Những nút thắt giao thông đang dần được tháo gỡ đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, giao thương thuận lợi, môi trường sống được cải thiện, đã mang lại niềm vui cho nhân dân.